Diêm Úc Hít hội nhập nị chá, quốc quần công nghiệp khóa chuẩn bầu lăng chàng tốt mạng bách địa tiểu chấm mài, nhất bích hít Việt Nam ngâm chốt khá tròn chôn chế liệp quần kinh tế chuẩn bầu, phong quần diêm xỉ chấu căn nồng có hỏng máy biểu khăn chấu chuẩn bầu, có làn biển chấu chuẩn bầu, diệt diêm có làn biển chấu chuẩn bầu bằng tốt bột đỏ, này biết ông Nguyễn Kim Hùng, diêm quốc xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, sách Bắc Ninh. Trong tháng quý, ông Tổng chỉ đạo nghiên cứu cơ bếp cháy mài chám thành công quốc nồng can hăng hữu cơ, đi thánh bồn úc khang chấu chuẩn bầu, diêm làn biển, chấu chuẩn bầu ánh, chấu tố mài cạo lống thịt. Ông Nguyễn Kim Hùng vốn là một quân ông nhân. Nguyễn Kim Hùng đã biết về làn quân nhân gang khít cho xung ghép vụ táo xuân tề bùng đều bê khang chấu công. Ông thích chống kể trò chi liêu bách tháo khăn gò khăn, chéo có thành còng cuối, lên tới cứu, lên đầy. Khiếu đối tới tiểu quần khâu, dìm chéo chuẩn bầu. Ông thích nằm chéo khăn hái, chéo tránh thoát trên tay của bền bông, đàn biển chéo chuẩn bầu, chê chéo tung bài lống dìm nhà linh. Quần mua tỏi chéo khâu gầy, khăn ô hít cát bèo, tổng chê chém cát ruốn, liêu bê dì tổng bình bó. Bó này bế vần chê khăn nồng, chế cô phèn đều bê bó này hít này chia chết nằm cho chị nằm bấy đều bê bó đèo này hít mấy kèm bài điện bên nồng khăn máy nổ đều bê bành đào bếp căng này kháng tí nồng tế máy bơm thánh phun cháu chuẩn màu chết trộ chính chết lũ khỏi dây máy cần u nhùn làm tò cho tài này bếp tế máy lũ khỏi bí để bồn liều tài bê chưa bồn nồng bài bồn bùa tỏi kéo để tổng chế máy kèm khang tung ngam kiểu chia tổng thích hai ói lò khiêu cho thúc mãi cầu lống. Tháng này chia đã bếch tỏ khăn chấu. Tò mò và muốn cải tiến để cho nó làm sao như vậy nó hiệu quả hơn. Cùng một cái công suất như thế nhưng mình có thể nâng cái lưu lượng hoặc là cái giá trị của nó lên như vậy là gấp nhiều lần. Tiểu ông nằm này tức dịp khá khít tiếng sâu khoi càng tốt quốc chàng chấu, kiểu có lành biển chấu chuẩn bầu thích diện chế kháng ông khùng, tông thích diện đã khỏi chốt cho tiểu kéo xem. Căn kháng chút chẹp chốt với quốc chàng khoi càng, này khít dịp chiếm mai máy có tình quấn đồng. Hát tài chê canh thì tiểu bồn xin ói, kiểu bếp mài tế của bền dầm nhục béo đàm mai tố bếp chê chấu canh tế chết. Này bếp tế bơm ly tâm, càng này bếp chấu bồn động cơ điện, đều bếp lắp chuẩn kiểu tế máy bơm này bồn nỉ chuột tỏi. Cùng với cái máy bơm ấy cho nó gọi đồng bộ. Năm 2003, gắn ý chính lệnh phù ưu hít buồn chăm biển dân Bắc Ninh viện cơ cấu kinh tế cản châu bèo quý quý bèo. Nay khiến nát chỉ có viện có tống càng tổng chế liệu công chăm. Ông cùng tổng bếp nằm tháo xỉ tàu tốt mà diệt thành lầy buồn bộ tỏi càng mà diệt ban giấy. Năm mấy bơm tại giết tàu càng nằm búa thiên lòng diêm ông dây chất giấy bị kháng ý chính lệnh biên. Bằng tốt bột tới tiểu bài con lống dân biển dân, sản phẩm mai chám tới tiểu mày lầy. Được sản xuất bằng hợp kim tốt chấu canh thác hợp kim dùng với máy hình cái này tổng bếp ngại biển mình máy tổng thiết chấu chấm bút tống điện áp mạch quang tổng thiết kháng đồng tống mạch quang có chấm xì cấp thoát tò búng vâm bùn có tống chấu càng canh nằm máy bơm tại giết ông kim công lên tạp chế ánh có chàng từ chiếc máy bơm nước đầu tiên ấy, ông Kim Hùng chấu chuốt mài chám thành máy bơm bài cào giang quý. Hiện chính lệnh triệt chết ông Hùng ánh chấu chuốt để thành máy bơm khả lệnh tông kháng chiều tố quần dài chán để chiếc ái để gặp tác kiếu quần nhàn dầm bộ tỏi chấu chuẩn màu. Tên máy bơm để chiếc chiều tố mài bầm dài chốt giấy tức đồng gian dầm có tổng phẩm giải kháng Thái Bình Nam Định dâm dịch tế khối viện của Bèo. Tế tiểu con chấu nái đạt chấu giải diệt mình cút cháy kháng ý trên lệnh kiểm chết. Trái cứu hát có khủng phương như bộ quật mô tài con ông bách làn biển, tổng thiết chấu kháng tốm bài bành, vậy có trên bằng tháo đảng khít bê trên lò, hiếu biển cháu chuẩn bầu, hiếu tức tế tiểu châu khấu dân biển cháu chuẩn bầu, kháng đại có tổng bếch dồn kiên cứu chọn chun, cháu phun hát cơ khí chuẩn bầu, nát đại có bài tế phán bình bằng làn biển trên tổng trên lống. Giúp những người nông dân là thật sự quá hiệu quả.
Tổng giám đại khánh gàng khít nghiên cứu tế tiểu bài trên con bình tế tiểu đầy máy đầy dâm thành máy quạt vâm dâm quốc kia hay mang tốc bột bọn trăm tên máy quạt vâm Trung Quốc. Tốt nắng buông can tế chụp này bên chợ hát này động cơ để thích gom cứu đồng bánh ngại trị kiểu chất đồng tổng dịch ai mang tốc bột tế tiểu khác này ông cùng cháy chuốt tên máy quạt vâm chấu làng canh cúc vâm nồng chính canh quần vâm canh có tông càng chấu làng canh cúc quần khấu nịp bon động cơ trên tốc mạch làng to khăn kiểu sát động cơ khăn đồng tốt điện năng. Giúp tiền bà chen để trả cho bờ kháng ủi cấp thành liều bê chuẩn tùng chính động cành công nghệ khoa học châu cành khoa học bê chi tốn bài sửa sành khang chuyên nghiệp chi tàu pháo nắng bế tròn nị tùng chi mày chăm diêm hắc có khủng thánh bồn công nghệ bài can nái chi tàu chốt này bế tiêu tiền vận gặp tác chế mày mày chờ bế chăm tất nhận trên tàu bài tiêu kinh tế hàng hợp tác coi như là mình mua bán để cho bớt giảm cái chi phí đi mà đem lại cái hiệu quả kinh tế tốt hơn. Trong hoạt động nuôi trồng thủy hải sản, có tiểu công kháng úi quần bèo chợ tiểu tổng hăng quần trụ này bế úi quần nỉ buôn kêu có tỉnh rốt diêm u đô càng vậy kháng trình có tỉnh quấn dành tàu thoát tế vi khuẩn kéo bếp bài khỏi cháu ảnh cần tháo quần beo hô pháo nát lại tế tiểu chấm tháo vì của bệnh thánh buôn trị cháu dành dâm đầy càng đỗ bằng tốc của nát tiểu đáy công cùng chấm bình đo chế tế máy chó lại tế nịp buôn liều bếp kháng cháu dành quần gàng. Hộ gia đình ông Đỗ Văn Hồi, ông Đỗ Văn Hồi dâm thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, mai tống cuối bèo kèn tặng liều bếp xó đại tên đi buôn, quán bài y trên chiếc vuông chấm bếp, liều bọn nhàn trên cạnh chếp thân chếp nghệ triệu, chếp bài có khổng bài điện chấu, tàu can khít nồng thành máy. Liều bếp xó đại tên đi buôn, đáy càng đáy đặc hành động tốt này bọn nhàn, tông chiếc anh úi tốt bèo bài cao trăm. Máy móc thì rõ ràng là nó nồng tép máy khác nái đi tầng bài cầu lống nên thiếu buôn biển ca châu công bài trăm nái càng nát bằng khác này tàu khít cô dịp bờ tốt tên thì buôn pháo để cố bếm bài quý diệt hồi bếp liêu với khác nồng tém bài khô bếm bài hiện thác chiệp hồ này biết cô tổng xí gai mẹ làm tém bài nái tìm bán đồng tiền chấm đang cho mình vài chiếc tấn bèo nái con chuẩn đi tổng xe khâu tiếp máy tròn đánh đi tổng xe chấu tốt mại ruộng máy chấm biển công kéo bất kinh tế đi bếp cào hăng trong vài bèo tổng xe máy bán quản đi chiếc khô ruộng liều. Đối với này ông Nguyễn Kim Hùng đã kéo hát ông Nguyễn Kim Hùng đại bế cô doanh nghiệp cùng vương chi bộ chiêm hằng bê làn biển cho chuẩn bầu nên chết trần chế bọn xin ông bế làn biển nên chế máy khổ quý khái cỏ tổng tộc ông đã chấu chốt tế máy liều thánh bồn cho chuẩn bầu nhét bê kháng bài bơm tế máy quạt vầm liều thánh quần bộ tại chấu lên đầy kéo bế quý bèo tháng này tổng bế chấu chuẩn bầu con chuống tộc can chấm tế tiểu lầy lống chú mỗi tòa biệt dân dân tế bùng dân con tàn trong kháng bác nên kéo dệt tế tống dâm hên mạng hằng. Nông dân, nhân dân trên địa bàn của huyện nói riêng cũng như là của tỉnh Bắc Ninh và một số các cái địa bàn lân cận đánh giá rất cao. Đến nay sản phẩm máy bơm nước của tháng nay có thể máy bơm giúp ông khùng bày miền dâm chậm tránh dâm chủ quốc kháng Hà Nội Khải Dương Nam Định Vĩnh Phúc bày quý dệt bé đại trí chỉ tránh vắng trắng dầm dục béo đã tạo công chấu buôn bạch quý nghị chậm biển cho công tế bồn tế kéo mức nhàn chế hiệt chiều cho làn biển dệt há bằng can giấy biển chậm ông liền kéo hang dệt tiểu công đại chính bếp bình lo trái tế tiểu cấu buôn bố tỏi biển cho chuẩn bầu nê chá thiên long khát bê chư bồn ái tổng chê xuất cầu thúc quý y tràn tổng kháng nam mỹ cứu ói tháo bế hàn quốc dư bồn đầu tư bài chám công kèm bấy bài giang
Đồng hát tế tế truyền đều bất dịnh bằng cú đầy dầm Đài Loan đều chấu tú tế tiêu chuẩn kỹ thuật đồng hát mại tú chất dầm dịa của. Kiếu tế tiêu chấu tú dầm bồn xin, ông cùng đã siêu tú chấm giải thưởng kiếu bác quy trường dầm kế tú siêu lành danh kiểu hàng Việt Nam chất lượng hàng, nơi khảo kiếu tiêu chuẩn kiếu bác giải thưởng dầm biếu khoa học này bên biển chấu chuẩn bầu dụng tài dạy dầm trụng gương hội nông dân. Hãng ý chính lệnh kỳ diệp ông chế tố Thủ tướng Chính phủ Phun Bằng Khen, tàu biết ông cùng phần chi mài trăm tiểu gói chấu, ông chính nằm bếp cổ đại giáo, tế tiểu tổ này bếp chàng giấy, tàu canh tế tiểu bài chiên, tháo canh, hắn có dùn bài. Chính bài khác này có dành kháng cố, ông vẫn tình tạp nghiên cứu, có giang phun chấu thuất đến máy chuẩn bầu, mài cào biển lầy thì cả phun có làn biển chấu chuẩn màu.